Tăng Thanh Hà ghé các nhà hàng Lao Ki ở Đà Lạt. Tăng Thanh Hà check-in nhiều tiệm bánh, quán cà phê và nhà hàng ít người biết ở Đà Lạt trong kỳ nghỉ ngắn này. Đà Lạt được xem như địa điểm nghỉ dưỡng chữa lành của Tăng Thanh Hà và gia đình. Cứ vài tháng, cô lại lên đây nghỉ ngơi, thư giãn, khám phá ẩm thực. Cô Trúc thân thuộc với khá nhiều nhà hàng, quán cà phê ít người biết, Lao Ki ở thành phố Ngàn Hoa, mỗi lần lại check-in một địa chỉ mới. Hôm qua, nàng dâu hào môn ghé một tiệm bánh mang tên Blue Dream Bread nằm trên đường Vạn Hạnh. Tiệm bánh này mỗi ngày ra hơn 60 loại cố định, gồm các dòng croissant, cúp pastry, danish, sao đúc với giá từ 45.000 đồng đến 69.000 đồng. Các loại bánh ở đây được làm 100% thủ công và sử dụng men nuôi, thực khách có thể ăn bánh và uống trà tại chỗ. Tăng Thanh Hà nếm thử loại bánh croissant ngay tại tiệm. Là một người rành nấu ăn, trong đó sở trường là các món kiểu Âu, Hà Tăng từng nhiều lần trổ tài làm món này tại nhà. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghé qua tiệm bánh Nubu Chilo nằm ẩn mình trong một con hẻm trên đường Võ Thị Sáu. Tiệm bánh mang phong cách châu Âu cổ điển với chi tiết nội thất tinh tế, xinh xắn như trong các câu chuyện cổ tích. Tăng Thanh Hà vẫn trung thành với loại bánh croissant truyền thống với lớp vỏ giòn rụng thơm ngon chấm với sốt kem trứng béo ngậy. Người đẹp khen món này ngon bất ngờ. Thực khách thường ghé quán và nhâm nhi bánh với các loại trà. Một trong những địa điểm tâm đắc nhất trong chuyến đi Đà Lạt lần này của Tăng Thanh Hà là nhà hàng cửa tiệm Cái Ấm nằm trên đường Thánh Tâm. Đây là quán ăn nhỏ trong căn nhà cũ dưới tán cây trạng nguyên, không gian nhỏ xinh, mộc mạc và hoài cổ của những năm 1980. Tăng Thanh Hà gọi một mâm đồ ăn gồm các món cơm nhà như đậu phụ rán, thịt ba chỉ kho, dưa chuột muối, bí non xào tỏi ăn cùng cơm trắng. Cô viết, mình đã ăn rất ngon, cảm ơn cô chủ. Nhà hàng này chưa được nhiều người biết tới. Thường tiếp khách quen là chính. Thực đơn gồm các món cơm gia đình vào bữa trưa và thịt nướng vào bữa tối. Lần này, người đẹp ghé lại quán cà phê Legi Cafe trong con hẻm trên đường Dơ Xin, Đà Lạt, mang phong cách xưa cũ. Vài dịp gần đây, hầu như lần nào cô cũng tới đây check-in, ngồi ở vị trí quen thuộc ở phía ngoài cửa. Hà Tăng từng cho biết tâm đắc với ly matcha đặc trưng của quán. Quán sử dụng loại trà xanh đặc biệt có nguồn gốc từ Kyoto để pha matcha và matcha latte. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.